Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế ngày 16 tháng 10 của FBNC. Chương trình hôm nay sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Trong khi Bộ Tứ Kim Cương tập trận ở khu vực Ấn Độ Dương, Trung Quốc và nước láng giềng cũng không hề nào núng, tiến hành diễn tập tác chiến tăng cường sức mạnh quân sự. Thế nhưng có phải đang tập trận với Trung Quốc, tàu Nga chạm trán khu trục Mỹ? Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Mỹ sẽ phải lãnh đòn chí tự nếu bảo vệ Đài Loan. Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, chuyên gia đưa ra gợi ý để Mỹ Úc tăng khả năng răng đè Một số tin nóng khác. Thống tướng Minh An Lan bị cấm cửa dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Nga sẽ hội đàm với chính quyền Taliban vào tuần tới. Nhà thờ Afghanistan tiếp tục bị tấn công thường vong la liệt. Nước Anh bàn hoàng khi một nghị sĩ bị đâm chết lúc tiếp xúc với cử tri. Tất cả sẽ có trong bản tin của FBNC ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến cuộc tập trận hải quân giữa hai nước láng giềng Trung Quốc và Nga. Hãng Reuters ngày 15 tháng 10 đưa tin, Nga cho biết một trong các tàu chiến của họ đã xua đuổi một tàu khu trục Mỹ để ngăn tàu này tiếp cận lãnh hải trong lúc Nga và Trung Quốc đang tập trận quân sự trên biển Nhật Bản. Theo đó, ban đầu thủy thủ trên tàu chống ngầm Đô Đốc Tribus của Nga đã phát cảnh báo cho rằng tàu USS Chaffee đang trong khu vực cấm tàu thuyền quốc tế, Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu Mỹ đã bất chấp cảnh báo và dơ cờ hiệu ra dấu, chuẩn bị cho trực thăng cắt cánh. Sau khi tàu Đô Đốc Jebus tiếp cận ở khoảng cách 60 m tàu chiến Mỹ mới đổi hướng. Vụ việc kéo dài khoảng 50 phút. Bên cạnh đó, hãng tin RIA cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập tùy viên quân sự của Mỹ để thông báo về những hành động thiếu chuyên nghiệp của thủy thủ trên tàu khu trục USS Chaffee. Thế nhưng, về phía Mỹ, quân đội nước này đã bác bỏ thông tin trên. Washington cho biết, Mặc dù tàu khu trục tên lửa dẫn đường đang tiến hành các hoạt động thường lệ tại vùng biển quốc tế tại biển Nhật Bản, thì một tàu Nga bất ngờ áp sát ở khoảng cách 60m. Quân đội Mỹ cho biết các tương tác giữa các tàu diễn ra an toàn và chuyên nghiệp. Cụ thể radar Trích dẫn tuyên bố của quân đội Mỹ nói rằng: Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga là sai sự thật. Vào thời điểm đó, USS Chaffee đang tiến hành các hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế. Hiện vẫn chưa biết được thực hư như thế nào, nhưng vụ việc làm gợi nhớ tới sự kiện hồi tháng 6 khi Nga cáo buộc các tàu khu trục Defender của Anh xâm phạm lãnh hải tại Biển Đen. nghe cho biết đã bắn cảnh báo, thả bơm xua đuổi, còn phía Anh thì bác bỏ thông tin tường thuật của Nga về vụ việc và cho rằng tàu chiến vẫn đang hoạt động hợp pháp tại vùng biển của Ukraine. Trong một diễn biến khác liên quan đến căng thẳng giữa hai kình địch Mỹ-Trung hôm 14 tháng 10, Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc đã đăng một bài xã luận trong đó cảnh báo rằng việc điều động lực lượng Hoa Kỳ đến bảo vệ Đài Loan sẽ dán một đòn chí mạng vào binh sĩ Mỹ. Đây được xem là một động thái đáp trả cam kết ủng hộ Đài Loan của Bộ Quốc phòng Mỹ. Cụ thể, vào hôm 13 tháng 10, thư ký báo chí lâu Năm Gốc John Kirby nói rằng các cuộc oanh tạc liên hoàn của chiến đấu cơ Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan là tính toán sai lầm, gây mất ổn định. Sau đó, ông nhấn mạnh cam kết vững chắc của Hoa Kỳ đối với Đài Loan trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên khắp eo biển. Ngay lập tức thì phía Trung Quốc đã kích Mỹ, cho rằng thuật ngữ chắc như đinh đóng cột mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng chỉ có thể là đánh lừa và xoa dịu các lực lượng ở Đài Loan, chứ không bao giờ răng đe được Trung Quốc. Thời báo Hoàng Cầu phát đi thông điệp Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường quân sự để tạo đòn bẩy quyết định và tư thế áp đảo giải quyết vấn đề Đài Loan. Truyền thông Trung Quốc cũng khẳng định rằng Đài Bắc sẽ không thể dựa vào Washington để chiến đấu đến chết với Trung Quốc, cũng như không thể mong có được độc lập nếu chỉ dùng các thủ đoạn địa chính trị đơn thuần phía trung quốc cáo buộc mỹ đang chơi quân bài đài loan để cản trở sự trỗi dậy của trung quốc và cảnh báo washington chớ liều lĩnh đánh đổi mạng sống của mình vì điều không đáng bài viết chỉ ra rằng hoa kỳ không còn nhiều sức mạnh để thực hiện cam kết vững chắc với đài loan và nhấn mạnh rằng hòn đảo hiện đang nằm trong lòng bàn tay của trung quốc quân đội giải phóng nhân dân voa tự tin rằng mình đủ mạnh mẽ để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của mỹ Thời báo Hoàn Cầu viện dẫn Bắc Kinh hiện có khả năng tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, phóng từ tàu ngầm DF-41 và jl 3 và cảnh báo Washington rằng việc gửi lực lượng hải quân và không quân đến bảo vệ Đài Loan sẽ là một đòn chí mạng đối với binh lĩnh Mỹ. Theo tác giả bài viết, khi Trung Quốc quyết định giải quyết vấn đề Đài Loan bằng vũ lực, Đài Loan sẽ lại thất thủ như Nam Kinh vào năm 1949. Điều này cho thấy, cuộc chiến giành Đài Loan diễn ra giống như một cuộc nội chiến Trung Quốc và việc từ bỏ Đài Loan sẽ là lựa chọn tất yếu của Hoa Kỳ. Trong khi đó, một số chuyên gia mới đây đã đưa ra gợi ý để Mỹ và đồng minh tăng khả năng răng đe trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Theo đó, Mỹ nên cho Canberra tiếp cận các hoạt động của Washington ở Philippines, Singapore và Guam. Đây là nhận định vừa được tiết lộ từ một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ có trụ sở ở Sydney. Theo báo cáo, Mỹ vận hành một số cơ sở quân sự lớn trên đảo Guam và có quyền tiếp cận vào các cơ sở ở Singapore và Philippines theo các hiệp ước an ninh. Vì thế mà việc Úc tiếp cận nhiều hơn các cơ sở trên có thể làm tăng đáng kể dấu ấn chiến lược của lực lượng phòng vệ Úc. Trong khi đó, thúc đẩy Liên minh Úc-Mỹ tăng cường răng đe tổng hợp ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương còn giúp điều phối tàu chiến một cách rõ ràng, hỗ trợ nhiều hơn cho các quốc gia khác khó chịu trước các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở các khu vực như Biển Đông. Như đã thông tin trước đây, ba nước Mỹ-Anh-Úc đã công bố quan hệ nhằm tăng cường an ninh hợp tác quân sự và ngoại giao, viết tắt là AUKUS, theo giới quan sát, cú bắt tay này không chỉ đơn thuần là cùng hợp tác giúp Úc sở hữu tàu ngầm hạt nhân, mà trên hết là để các nước can dự nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải phản ứng trái chiều giữa các quốc gia trong khu vực. Trong khi đồng minh Mỹ là Nhật và Philippines hoan nghênh AUKUS, thì Indonesia và Malaysia bày tỏ quan ngại về viễn cảnh một cuộc chạy đua vũ trang ảnh hưởng đến an ninh. Nhận định về vấn đề trên với tờ South China Morning Post, ông James Goldrich, cựu đô đốc thuộc Hải quân Hoàng gia Úc cho rằng, các kế hoạch thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực cần phải quan tâm đúng mức đến mối quan tâm của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia ở Đông Nam Á. Sáng ngày 15 tháng 10, hai phó thủ tướng Nga Dmitry Girodenko và Marat Kostnerlin đã đến thăm một trong bốn hòn đảo đang tranh chấp với Nhật Bản trong một động thái nhằm đáp trả việc thủ tướng Nhật khẳng định những hòn đảo này thuộc chủ quyền của nước này. Chính phủ Nga cho biết, Chuyến thăm nhằm mục đích kiểm tra một bệnh xá, một nhà máy chế biến cá và các cơ sở khác đang được lắp đặt thiết bị mới do chính phủ tài trợ. Moscow còn dự định xây dựng một khu vực bán hàng miễn thuế ở trung tâm hòn đảo để phát triển du lịch địa phương. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Masuno Hirokazu cho biết, Tokyo đã gửi công hàm phản đối Nga. Ông nói rằng, chuyến thăm này là hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ Nhật Bản không thể chấp nhận được. Tokyo cũng yêu cầu phía Moscow xin lỗi và cam kết không tái phạm. Quần đảo Nam Kuril theo cách gọi của Nga và lãnh thổ phía Bắc theo cách gọi của Nhật Bản là một chuỗi đảo nằm trên biển Nhật Bản, đã trở thành đối tượng tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai. Nhật Bản cho rằng Liên Xô khi đó và Nga hiện nay đang chiếm giữ trái phép. Trong khi Nga khẳng định mình đã làm đúng những gì cam kết trong Hiệp định kết thúc Thế chiến hai khi Nhật Bản đồng ý nhượng toàn bộ chuỗi đảo này cho Liên Xô. Cũng liên quan đến tình hình ở khu vực châu Á hôm 15 tháng 10, Cuộc họp giữa các ngoại trưởng các quốc gia thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN đã kết thúc. Trọng tâm của cuộc họp là nhằm thảo luận về tình hình bất ổn ở Myanmar. Điều đáng nói là ở cuộc họp này là một số quốc gia thành viên ASEAN đã đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt lên chính quyền quân sự Myanmar với cáo buộc vi phạm nhân quyền và không tuân thủ theo các lộ trình hòa bình đã đưa ra. Sau cuộc họp, ASEAN đã quyết định sẽ không mời thống tướng Min Aung dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10. Thông báo chi tiết về cuộc họp sẽ được Brunei, chủ tịch hiện tại của ASEAN, công bố vào hôm nay ngày 16 tháng 10. Kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Myanmar, ASEAN đã nhiều lần cảnh báo sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn nhằm khôi phục an ninh trật tự và dân chủ tại quốc gia 54 triệu dân này. Tuy nhiên, tình hình lại ngày càng xấu đi khi bạo lực vẫn đang tiếp diễn nghiêm trọng khiến cho nhiều người thương vong. Trước tình hình đó, ASEAN dường như đã hết kiên nhẫn và một số quốc gia nổi bật nhất là Philippines, Singapore, Indonesia và Malaysia Thậm chí còn yêu cầu ASEAN phải tước đi tư cách đại diện chính phủ Myanmar của nhà lãnh đạo quân sự thống tướng Min Aung Hlaing trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tháng này, cũng như đóng băng quan hệ với Myanmar. Việc loại bỏ ông Min Aung Hlaing khỏi tư cách đại diện Myanmar được quốc tế đánh giá là một việc làm cần thiết với ASEAN vào lúc này nhằm khôi phục chính quyền dân chủ ở Myanmar. Phía Myanmar hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về quyết định này. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác. Hôm 15 tháng 10, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, Zami Kubolo, cho biết Nga và Taliban sẽ có cuộc hội đàm vào ngày 20 tháng 10 tới. Tuy nhiên, ông không đặt nhiều kỳ vọng sẽ có một cuộc đột phá nào trong cuộc gặp này. Cụ thể, ông Kabulo cho biết, Taliban đã xác nhận sẽ tham gia cuộc họp nhưng chưa tiết lộ thành phần tham dự. Chúng tôi không trông mong nhiều vào cuộc gặp sắp tới vì vốn dĩ việc thương thảo với Taliban là một chặng đường dài, ông nói. Vì đặc phái viên tiết lộ, trước khi gặp Taliban, Nga sẽ nhóm họp với Mỹ, Trung Quốc và Pakistan tại Moscow để đưa ra quan điểm thống nhất về tình hình mới ở Afghanistan. Hồi tháng 3, bốn quốc gia này cũng đã tổ chức một hội nghị quốc tế ở Afghanistan. Trong đó, các bên đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi các phe ở chảo lửa Nam Á đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình và kiềm chế bạo lực. Kể từ đó, Mỹ và các đồng minh đã rút quân sau 20 năm bám trụ, Taliban cướp chính quyền và chính phủ tiền nhiệm sụp đổ. Từ lâu, Nga đã không mấy thiện cảm với Taliban và hiện đang lo ngại các thành phần khủng bố có thể xâm nhập nước mình qua các nước thuộc Liên Xô cũ ở khu vực Trung Á, nơi Moscow luôn xem là sân sau và là vùng đệm cho an ninh quốc gia. Kể từ khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan, Nga tăng cường các cuộc tập trận và trinh sát đường không với Tajikistan và Uzbekistan. Cũng tại quốc gia Nam Á này, người dân nơi đây vừa chứng kiến tuần thứ hai liên tiếp, các nhà thờ bị tấn công gây thương vong la liệt. Cụ thể theo Reuters, ngày 15 tháng 10 đưa tin, vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở thành phố Kandahar phía nam Afghanistan, khiến cho ít nhất là 35 người chết và hàng chục người bị thương. Hiện chưa có cá nhân hay nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Cách đây một tuần, một vụ nổ khác do tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng tuyên bố thực hiện nhắm vào một nhà thờ hồi giáo dòng Shia ở miền bắc Afghanistan, khiến cho gần 50 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương. Theo Reuters, vụ việc ngày 15 tháng 10 một lần nữa khiến cho người dân hoảng sợ, đồng thời làm suy yếu các tuyên bố đảm bảo an ninh của giới chức Taliban. Những sự kiện thương tâm chưa dừng lại ở đó. Mới đây, tại Vương quốc Anh, một nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ đã bị đâm chết trong khi tiếp xúc với cử tri. Theo Reuters, một người đàn ông đã lao vào nhà thờ ở Essex hôm 15 tháng 10, giữa lúc David Ames đang gặp gỡ cử tri trong đơn vị bầu cử hung thủ đã tấn công và đâm nhiều nhát vào nghị sĩ 69 tuổi. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và bắt giữ tên tội phạm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ông Ames là nghị sĩ nổi tiếng và được yêu thích của đảng bảo thủ. Ông đã tham gia chính trị hàng chục năm qua. Theo truyền thông, thì cái chết của ông Ames đã gây chấn động dư luận Anh. Hoàng tử Anh William và công nương Kate cho biết, Chúng tôi sốc và đau buồn vì vụ ông Ames bị sát hại. Ông đã cống hiến 40 năm để phục vụ cho cộng đồng. Người dân Anh đã tổ chức các lễ tưởng niệm trước sự ra đi của ông Ames. Tại nhà thờ Công giáo St. Peter, rất nhiều người bật khóc khi cầu nguyện và bày tỏ lòng kính trọng với nhà lập pháp xấu số. Được biết, đây là cái chết thứ hai của một chính trị gia Vương quốc Anh khi đang gặp gỡ cử tri kể từ năm 2016. Hiện không có thông tin chi tiết về động cơ của vụ sát hại David Ames. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng nhất về tình hình thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.